Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bốn nay mà tao bà rử mưa mưa vô tí. Bữa nay chẳng ra thắng nè. Ông ơi, hôm nay dở quá. Ta tấn kia. Mình đâu. Còn muốn bi cũng vậy. Có thể là thằng gì vẽ lên không? Khi nào cần thiết giãn ra thì giãn. Dạ, phải có băng cái tự nhiên giãn hết. Thì mất mưa gì mà cứ rời ra, ruột nhân cần thiết. Thằng Tông nó phá mà nó chạy. Con giữ một hai chạm là chạm mất. Còn đi được thì đi, còn không đi được thì chiền nhanh. Giờ cắn con nhất thiết là phải kéo nút là biên. Còn giờ thằng nói là đá phạt góc là mình ở đâu? Là ở nghe cái vạch 5 mét á, cái đòi chạy nó mới vừa. Nhưng mà ai ở thứ hai là nhớ rồi chứ nữa. Thằng Đạt kéo gì thứ hai đá thứ hai. Tại bây giờ tâm thế của mình là một và tháng hai là quẹt. Đừng có tự mình mà hủy hoại mình. Kêu ngừng đâu.
Cho mấy em đang dưới đó rồi xong.